Tôn Di lộ diện hậu ly hôn sắc vóc ngôi sao bất chấp cam thường. Sự kiện ly hôn của Tôn Di và Đổng Tử Kiện khiến nhiều người hâm mộ của cặp đôi lo lắng thần tượng của mình khó lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Tuy nhiên mới đây, nhiều người hâm mộ bắt gặp Tôn Di đang đi du lịch cùng bạn bè. Khi được ngỏ lời chụp ảnh cùng ngôi sao 9X vui vẻ tạo dáng và trò chuyện cùng các fans, trong những hình ảnh đời thường, Tôn Di nhận nhiều lời khen nhờ sắc vóc xinh đẹp cuốn hút. Trong những hình ảnh được chia sẻ, dễ thấy sắc vóc Tôn Di nổi bật giữa đám đông. Cô sở hữu chiều cao 1m71, đôi chân dài thẳng tắp cùng gương mặt nhỏ nhắn. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân để lại bình luận khen ngợi ngoại hình của Tôn Di. Netizen nhận xét, tôi không ngờ Tôn Di cao đến thế, cô ấy dường như xinh đẹp hơn nhiều sau khi ly hôn. Quả nhiên là vóc dáng và khí chất của người nổi tiếng thật khác biệt. Ai ly hôn xong cũng xinh đẹp hơn hẳn. Nhìn vào trạng thái hiện tại của người đẹp, có lẽ người hâm mộ cũng phần nào yên tâm cho thần tượng của mình. Rõ ràng sau ly hôn, cuộc sống của Tôn Di có chiều hướng tốt lên. Tôn Di thông báo ly hôn với nam diễn viên Đổng Tử Kiện vào ngày 8 tháng 8 năm 2022. Cặp đôi khẳng định chia tay trong hòa bình, đồng thời cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy con gái trong tương lai. Hôn nhân giữa hai ngôi sao tan vỡ khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi cả hai đều kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù không hé lộ nguyên nhân khiến tình cảm rạn nứt, song truyền thông xứ Trung cho rằng việc này ít nhiều có liên quan tới mẹ của Đổng Tử Kiện. Mẹ ruột của Mỹ Nam họ Đổng là Vương Kinh Hoa, đệ nhất quản lý một thời, góp phần làm nên danh tiếng của Trần Đạo Minh, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng. Tôn Di từng chia sẻ mệt mỏi căng thẳng khi liên tục bị gia đình thúc ép sớm mang thai con thứ hai, trong khi cô lại muốn tập trung cho sự nghiệp. Tôi bị chứng khó sinh, con gái tròn 5 tháng tuổi đã phải theo mẹ đến phim trường. Chưa kể việc mang thai khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, kế hoạch, dự tính thực hiện thời thanh xuân. Điều này khiến tôi gặp trở ngại tâm lý cho lần mang thai tiếp theo. Nhưng không ai thấu hiểu, Tôn Di khóc và chia sẻ khó khăn. Ngoài ra có nhiều tin đồn Tôn Di nhận được nhiều kịch bản tốt do mẹ chồng o bế, song cô cũng lên tiếng phủ nhận điều này. Theo Sina, sau khi công bố chuyện ly hôn, Tôn Di và Đổng Tử Kiện đều không bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Nam diễn viên tiếp tục ghi hình dự án mới với tâm lý thoải mái, vui vẻ. Trong khi người đẹp phong khởi lũng tay khẳng định với người hâm mộ bản thân vẫn ổn, cô đề nghị fan không suy đoán tiêu cực về vụ chia tay để tránh gây tổn thương cho chồng cũ và con gái. Tôn Di sinh năm 1993 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cô từng có thời gian làm người mẫu ảnh trước khi bắt đầu nghiệp diễn. Năm 2014, cô bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia diễn xuất trong phim truyền hình Mỹ Nguyệt Truyện. Người đẹp từng được đánh giá là nữ diễn viên triển vọng của màn ảnh nhỏ khi có cả ngoại hình lẫn diễn xuất. Bộ phim Bởi Vì Được Gặp Em giúp Tôn Di nhận được nhiều lời khen với danh xưng nữ hoàng rating mới khi bứt phá thần tốc với rating lên tới 3,26%, vượt mặt cô Phương Bất Tự Thưởng và Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tuy nhiên, sau khi kết hôn và sinh con, sự nghiệp Tôn Di có phần chững lại. Nét đẹp mong manh, đôi mắt trong trẻo và thuần khiết của Tôn Di trong những dự án tình cảm bi thương nhận được sự yêu thích từ khán giả. Cô được xem là mỹ nhân phim bi của Trung Quốc. Đổng Tử Kiện sinh năm 1993 là diễn viên, kim nhà sản xuất. Ở cả hai vai trò, nam nghệ sĩ đều có thành tích nổi bật. Năm 2017, Đổng Tử Kiện lọt vào danh sách 30 người trẻ có ảnh hưởng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes vinh danh. Anh được mệnh danh là Thái tử Kinh Khuyên khi có mẹ là bà Vương Kinh Hoa, quản lý nghệ sĩ quyền lực trong showbiz Hoa ngữ. Một số tác phẩm nổi bật của Đổng Tử Kiện có thể kể đến như Búp Tiên Ba, Đại Giang Đại Hà, Hẹn Em Nơi Ấy, Kiến Quân Đại Nghiệp, Lớp Học Thiếu Niên, Ai Là Hung Thủ.